Rất nhiều bệnh nhân cấp cứu đã bị di chuyển khỏi Bệnh viện Đà Nẵng sau một đám cháy xảy ra khoảng 18 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2018. Theo thông tin ban đầu, khi đó các bác sĩ và bệnh nhân phát hiện khói bốc lên từ kho vật tư của bệnh viện. Họ nhanh chóng báo bảo vệ và dùng các thiết bị chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Nhưng do đám cháy quá lớn, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan qua khu vực khác. Các y bác sĩ đã gọi điện báo cho cơ quan chức năng, đồng thời cùng người nhà của bệnh nhân tại khoa cấp cứu ở cạnh kho vật tư nhanh chóng di chuyển các bệnh nhân tại đây đến khu vực an toàn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đà Nẵng đã nhanh chóng điều xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy. Sau gần 30 phút, đám cháy đã được khống chế, nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.